Trong từ trái nghĩa, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là từ trái nghĩa. Tác dụng của việc đặt từ trái nghĩa bên cạnh nhau. Từ trái nghĩa được sử dụng trong thành ngữ, tục ngữ. Phân loại từ trái nghĩa. Từ trái nghĩa hoàn toàn và từ trái nghĩa không hoàn toàn. Nghệ thuật khi sử dụng từ trái nghĩa và luyện tập để hiểu rõ hơn về từ trái nghĩa. Chúng mình cùng bắt đầu tìm hiểu thế nào là từ trái nghĩa nhé. Từ trái nghĩa đơn giản, đấy là những từ trái ngược nhau hoàn toàn về nghĩa. Các con có thể tìm thấy trong cuộc sống những ví dụ đơn giản như vui trái ngược với buồn, mưa trái hoàn toàn với nắng, đứng thì khác với ngồi, hoặc có thể thể hiện trạng thái của mình, ví dụ căng thẳng trái ngược với thoải mái, hồng hào khác với xanh xao, hoặc cảm giác hạnh phúc khác biệt với bất hạnh. Đấy là những nhóm từ vô cùng đơn giản mà các con có thể tìm được một cách dễ dàng, nhưng sử dụng trong văn viết thì không hề như vậy, bởi từ trái nghĩa sẽ làm nổi bật hơn về nghĩa. Vậy nó nổi bật như thế nào? Chúng mình tìm hiểu tiếp phần thứ hai nhé. Từ trái nghĩa khi đặt cạnh nhau sẽ có tác dụng làm nổi bật hơn. Nổi bật về sự vật, sự việc, hoạt động hoặc trạng thái. Tuy đối lập nhau nhưng làm rõ nghĩa cho nhau. Chúng mình cùng đến với ví dụ câu tục ngữ. Chết vinh còn hơn sống nhục. Ta có thể nhận thấy từ trái nghĩa trong câu này là chết và sống. Cặp thứ hai đó là từ vinh và nhục.